Hi, hi guys. Hello, Hello, hi everybody. Lisa. Hi guys, great to see you guys on Monday. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes, hello everybody. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, nice to see you. Hello, teacher. Hello, you too. Hi. I will talk about it. Okay. Tí nữa sẽ cô sẽ nói về cái đấy nha. Yes. Hello. Hello, everybody. Today is Monday. Hello, everyone. Hello, guys. Hello, everyone. What did you guys study today? What did you guys study today? Oh wait. Các bạn nào ở lớp mình đã đến trường chưa? Các bạn nào ở lớp mình đã đến trường chưa? Hello teacher. Tụi con vẫn còn học online đúng không? Vẫn còn học online. Good evening. Good evening. Hello everybody. Hello teacher. Hi. Hi guys. I missed you. Hello. Today we can be okay. And remember, Min, you will have to call me Miss Tu, not Mister. Okay. Min nhớ nha. Nếu mà tụi con ghi thế này, ở đây cô thấy cũng bạn nhầm lắm thì cô chỉ mọi người nha. Let me show you guys. Okay. Các bạn nhìn nè. Ở đây thì mình sẽ có ba cái thường dùng nhất. Tụi con nhìn nha. Cái này là Mister. Cái này là bạn Min vừa mới ghi nè. Là Mister. Mister is mean for the boys, for the men. For the men. Có nghĩa là cho ai mọi người? Cho con trai hay mình nói khác là cho đàn ông ấy. Cho người lớn á, nhưng mà là đàn ông có thể là đã kết hôn hoặc là độc thân thì mình đều gọi là Mister. Còn đối với phụ nữ thì người ta sẽ có cái sự phân biệt một chút xíu. Ví dụ cô để, mọi người thấy cô để là Miss, đúng không? Miss ở đây thì Miss tụi con sẽ hiểu cho cô là có thể là cô độc thân, có thể là cô kết hôn, tụi con không biết được. Khi mà mình muốn gọi ai đấy mà mình không chắc là người đấy đã kết hôn chưa, người đấy đã có chồng chưa, thì tụi con sẽ gọi cái danh xưng này. Còn có một cái danh xưng khác nữa, nó chính là Miss như thế này. Nếu mà Miss biết như thế này, khi mà người ta đã tự xưng là Miss như thế này, thì tụi con nhớ là có nghĩa người đấy chưa có chồng, người đấy chắc chắn độc thân, thì người ta mới viết là Miss thế này. Còn khi mà viết như thế này có nghĩa là chưa chắc, mình chưa chắc về cái người đó, thì con viết như thế này. Còn cái mà cô thường thấy các bạn cũng hay lộn nhất này là người mà đã có chồng, phụ nữ mà đã có chồng thì tụi con phải gọi là thế này nha. Mrs. 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 Okay? Mrs. Oh yeah, hello Tantu. Yes, yes. Nice to see you here today. Đấy các bạn nhớ nha, Mrs. là nếu mà tụi con đã biết người đấy, cái người đấy là người ta đã có chồng nè, hoặc là đã kết hôn rồi, thì tụi con sẽ gọi là Mrs. cho cô. Ở nước ngoài thì thật ra những cái danh xưng này tụi con phải đi kèm với cái họ. Cô ví dụ họ Smith đi, thì đi với họ đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam thì sao? Mình thường sẽ gọi bằng tên, mình không xưng với nhau bằng họ đúng không? Cho nên là bởi vậy nên mà cô vẫn có thể ghi là Miss Thư được. Chứ thực tế là đáng lẽ là cô phải ghi bằng họ của cô. Nhưng mà ở Việt Nam thì không ai xưng bằng họ hết. Ở Việt Nam mình xưng nhau bằng tên mà. Nên ở Việt Nam thì con ghi thế này vẫn được, ghi tên được. Nhưng ở nước ngoài thì tụi con sẽ thấy cái này nó ghi kèm với cái họ thôi. Last name. Yeah, Miss Thư. Yeah, you can say like that. Băng đúng rồi. Yeah, you can say Miss Thư. Good job. Yeah. You guys asked a lot about the games, right? Hôm nay thì thực ra cô sẽ chưa cho mọi người chơi game mà sẽ là Wednesday. Bởi vì cùng lần trước thì cô thấy các bạn làm sai rất là nhiều, cho nên là hôm nay cô muốn dành thời gian để chỉ cho các bạn những kiến thức này, sửa cho các bạn những cái câu mà hôm trước mình làm đó. Thì hôm nay mình sẽ chủ yếu là sửa bài. Còn chơi game thì là thứ tư với thứ bảy. Đáng lẽ là hôm nay phải chơi đúng không? Bởi vì cô hứa hôm nay chơi mà. Nhưng mà cô lại chưa cho mọi người chơi, cho nên là cô sẽ bù lại là thứ tư với thứ bảy mình sẽ chơi cả hai ngày luôn. Thứ tư với thứ bảy này mình đều chơi nha. Thì cô sẽ cho cái chủ đề để bây giờ các bạn tìm hiểu trước đi cũng được. This Wednesday we're gonna play a game about this topic, animals. Very easy, right? Các bạn đã được cô cho biết trước cái topic, cho nên là cô sẽ sử dụng những cái đương nhiên là cô sẽ không dùng những cái cơ bản như là dog với lại cat, đúng không? Bởi vì các bạn đã biết trước rồi mà, nên là cô sẽ dùng nhiều cái khác về những con vật khác hơn, những cái con vật mà lạ hơn nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu trước. Các bạn có thể tìm hiểu trước. Okay.
If you cannot study on Wednesday, you can still play on Saturday. Okay? Thứ tư hoặc là thứ bảy thì mình đều chơi game hết. Thứ tư với thứ bảy mình đều chơi hết nha mọi người. Remember, Saturday and Wednesday. Okay? Now, today we're not going to play game. We're going to focus on our lesson. Okay? We're going to focus on our lesson. Today we're not going to play game. Then game thì mình sẽ chơi cách bữa. Tụi mình sẽ chơi cách bữa nha mọi người. Mình sẽ không có chơi every day. Mình sẽ chơi cách bữa, cho nên là thứ tư với lại thứ bảy đi. Thì cô sẽ cho mọi người chơi nha. Wednesday and Saturday. Okay guys, on Wednesday and Saturday, I promise I will let you guys play game on Wednesday and Saturday. Okay? Như vậy thì hôm nay thì mình sửa bài đi mọi người. Hôm nay thì mình sửa bài nha. Mình sẽ học một vài cái kiến thức mà mình đã học nè. Đây là những cái mà tụi con đã sử dụng trong cái cái bài trò chơi của mình á, mọi người nhớ không? Thì ở đây có rất là nhiều từ, cô sẽ chỉ cho mọi người sơ nè. Adverbs of frequency có nghĩa là cái trạng từ chỉ về tần suất. Trạng từ chỉ về, you guys say know a lot, có nghĩa là các bạn không muốn chơi đúng không? Có nghĩa là thứ tư này mọi người không muốn chơi game hả? You guys say know a lot in the chat box. Or you guys want to change the topic? Maybe you guys want to change the topic? So you guys don't want to play game on Wednesday? Như vậy là thứ tư các bạn muốn học tiếp hả? Hay là các bạn không muốn chơi game vào thứ tư? Of course you guys want to play now, right? But I want to correct the homework for everybody. Nhưng mà hôm nay thì cô sẽ sửa bài nha. Mọi người nhớ nha. Hôm nay thì mình sửa bài thứ tư mình mới chơi được nha. Hôm trước là các bạn chơi mà các bạn làm sai rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ hôm nay thì cô muốn sửa bài cho mọi người để cho mọi người có kiến thức nè. Rồi thứ tư, thứ bảy rồi mình chơi nha. Thứ tư, thứ bảy mình chơi nha mọi người. Okay. We're gonna play on Wednesday and Saturday. Now, okay, các bạn tập trung nè. Bây giờ mình sẽ học nha. Thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết cách sử dụng những cái từ này rồi đúng không? Thì ở đây ngoài những cái từ mà cô hay cho các bạn làm thì có phải là mình sẽ có nhiều từ hơn nữa đúng không mọi người? There are a lot more, right? For example, you can say always. Always mean 100%, right? Always mean 100%. Có nghĩa là lúc nào tụi con cũng làm, tần suất của mình là 100%. Lúc nào mình, khi mà mình đã dùng always, có nghĩa là lúc nào tụi con cũng làm hết. I always wake up at 6 o'clock. I always, có nghĩa là lúc nào mình cũng wake up vào lúc 6 giờ sáng. Cái việc này là chắc chắn luôn luôn xảy ra. Mình chưa bao giờ mà wake up giờ khác hết. Có nghĩa là luôn luôn, mình chắc chắn 100% là mình always. Okay. What about usually? Usually có nghĩa là ít hơn một xíu nè. Usually, 90%. Có nghĩa là đôi khi tụi con sẽ quên, đôi khi có thể là mình sẽ quên. Ví dụ cái việc mà I usually come home after work. Tôi thường về nhà sau khi mà đi làm ra đó thì tụi con sẽ về nhà thì sẽ có thể là có bữa, có hôm tụi con sẽ không về nhà ngay mà tụi con sẽ đi đâu đấy. Thì đấy là usually là mình chưa chắc chắn lắm, chỉ là khoảng 90% thôi. Chứ chưa chắc chắn là 100% tụi con lúc nào cũng làm như vậy. Thì tụi con sẽ dùng cái chữ usually. Okay. One more, cái này thì cũng là nói về cái việc thường xuyên một xíu, nhưng mà nó ít hơn nữa. Ví dụ như là normally, generally. Okay. Thì ở đây tần suất nó ít hơn một chút. Những cái này thì nó cũng khá là giống nhau đúng không? Tụi con cũng có thể dùng mà không để thay phiên nhau cũng được. Usually, normally, generally. Usually là mình hay thấy nè. Bạn nào mà muốn câu của mình nghe hay hơn thì các bạn có thể đổi qua những cái từ lạ hơn. Ví dụ generally chẳng hạn. Các là từ này các bạn thấy lạ hơn đúng không? What about this one? Cái này mình cũng thường thấy nè. I often spend Christmas with friends. Tôi thường xuyên dành những cái ngày Giáng sinh để chơi với ai? Với bạn bè của mình. Thì có nghĩa là often là 70% thôi. Có nghĩa là sẽ có thể là Giáng sinh này con chơi với bạn, nhưng mà một vài Giáng sinh sau thì có thể là con sẽ dành thời gian cho gia đình chẳng hạn. Often là thường xuyên thôi. Có nghĩa là sẽ có những đa phần vào Giáng sinh thì con sẽ đi chơi với bạn đi. Nhưng mà vẫn có Giáng sinh con vẫn có thể đi chơi với gia đình. Thì mình sẽ dùng cái chữ often, frequently. Tới cái này thì có thể mọi người biết nè. I sometimes play tennis on the weekend. You guys know the weekend? You got weekday and weekend, right? Weekday and weekend. Okay, who can tell me the difference of weekdays and weekends? Who can tell me the difference? I can see Nguyen raise his hand. Yes, Nguyen?
weekend. Weekdays is day in the week. Ah, yes. For example, can you give me example? For example, what day? For example, Tuesday is Tuesday. What else? Tuesday, what else? Còn gì nữa không Nguyên? Ngoài Tuesday ra thì con còn có thể kể thêm cho các bạn biết được không? Weekdays thì còn có những ngày nào nữa Nguyên? Weekdays? Monday, Tuesday, and Wednesday. Mm-hmm. Okay, what about weekends? Weekends is the end of the end of the what? Week. Yeah, the end of the week. It's mean what day? Give me the example. It is Saturday and Sunday. Yeah, they are Saturday and Sunday. Good job, Nguyen. Yes, correct answers. Well done. Mẹ Nguyen giải thích đúng rồi đó mọi người. À, có nghĩa là weekdays, có nghĩa là những ngày trong tuần. Thì mình có là từ from Monday to Friday, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. They are the weekdays. But for the weekends, you have Saturday and Sunday, cuối tuần với lại ngày trong tuần. Thì các bạn nhớ nha, weekdays có nghĩa là ngày trong tuần, còn weekends có nghĩa là cuối tuần. Thì mình có thứ bảy với chủ nhật nè. À, thì đó, cộng lại thì tụi con có đủ 7 ngày trong tuần đúng không? Ok, good job. Như vậy là ở đây bạn nói là gì? I sometimes play tennis on the weekend. Đôi khi thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ chơi tennis vào cuối tuần đúng không? Có nghĩa là cuối tuần thì có thể sẽ có, ví dụ như một tháng, there are 4 weekends, right? For example, thì sẽ có thể là bạn chơi tuần này, rồi tuần này bạn nghỉ, rồi bạn tiếp tục chơi tennis, rồi tuần sau bạn lại nghỉ. À, có thể là thay phiên nhau khoảng 50% thôi, có nghĩa là khoảng nửa thôi. À, thì mình sẽ dùng cái chữ sometimes cho cô nha. Ngoài ra mình còn một cái chữ rất là hay, tụi con có thể dùng như là occasionally, thỉnh thoảng. Cái này là đôi khi, thì cái này mình có thể dịch, thường là mình sẽ dịch là thỉnh thoảng đó. I occasionally eat Vietnamese food. Có thể là bạn này là người nước ngoài đúng không? Thì bạn đôi khi thỉnh thoảng bạn lại đi ăn đồ Việt Nam. Không phải là quá nhiều nhưng mà thỉnh thoảng bạn vẫn có ăn. 30% of the time. 10% seldom. Rarely có nghĩa là rất rất ít các bạn thấy. Only 5% rất là ít luôn. Và cuối cùng mình sẽ có là never. Không bao giờ, tụi con chưa từng làm bao giờ hết. I never listen to rock music. Và ở đây cô sẽ chỉ cho các bạn một cái cách sử dụng rất là thường hay thấy nè. Tụi con thấy nó sẽ thường bù trừ cho nhau đó. Bù trừ cho nhau nghĩa là sao? Cô ví dụ nha mọi người. I always smile. Tôi lúc nào cũng cười rất là nhiều đi. I always smile. I never feel sad. Thì con thấy hai câu nó giống như là nó đối nghịch nhau á. Tôi lúc nào cũng cười, tôi không bao giờ gọi là thấy buồn hết. Thì ở đây có phải mình dùng always cho câu trước thì câu sau cái nghĩa nó đối nghịch lại thì mình sẽ có 100% này thì nó sẽ đi kèm với lại 0% này. Never. I never sad. Tôi lúc nào cũng cười hết, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn. Chưa bao giờ cảm thấy buồn. Thì ở đây con thấy là khi mà mình đã có câu trước nói về always thì câu sau nếu mà cái nghĩa nó ngược lại như vậy thì mình phải có cái never, chứ mình sẽ không thể đi chung với sometimes hay gì được. Lát nữa có cái câu ví dụ trong những cái câu mà mình đã làm là các bạn hiểu liền luôn. Bây giờ mình đem qua cái ví dụ là các bạn hiểu liền nè. Thì ở đây cô chỉ thêm một xíu, vẫn là những cái từ mà tụi con có nè. Thì mình sẽ có cái cách sử dụng như sau. Đây là cái cách sử dụng đối với những cái cụm từ này. Thì tụi con sẽ gọi là adverb đúng không? Ở đây người ta gọi là adverb nè. Main verb có nghĩa là động từ chỉ về hành động, ví dụ như là eat, drink, play, study, go. Những cái đấy gọi là main verb. Thì tụi con có chủ ngữ ở đây, subject là Daniel, adverb của mình là always. Đây adverb là always và cuối cùng động từ chính của mình là pass. Pass có nghĩa là qua bài kiểm tra đó. Passes his exams. Lúc nào cũng qua được bài kiểm tra, lúc nào bạn này cũng thi đậu hết á. Thì tụi con có chữ always, nó sẽ đứng trước before the verb. Ok, before the verb, the main verb. Nhưng mà đối với cái be này, be là gì mọi người? Am, is, are, mọi người nhớ không? Am, is, are. Thì nó phải đứng after be. He is always happy. Anh ấy lúc nào cũng vui hết. Mình sẽ không được nói là gì? He always is. No, you have to say he is always.
Như vậy là cái adverb này nó sẽ có hai vị trí khác nhau tùy vào cái động từ. Nếu mà là động từ, những cái động từ thường, ví dụ như là những cái cô vừa kể đó, thì mình sẽ có đứng trước nó phải đứng trước. Còn nếu mà là động từ to be, am, is, are này, thì tụi con sẽ cho nó đứng sau. He is always happy. Ok? Ừ, cái này cũng rất là dễ hiểu đúng không? Yes. You guys understand? You guys understand this one? Mọi người cứ nhớ cho cô cái phần này thôi là rất là dễ luôn. Hoặc là các con chỉ cần nhớ cái gì? Nhớ một vế thôi. Vế còn lại tụi con suy ra là được. Không cần phải nhớ cả hai. Tụi con nhớ một vế thôi. Ví dụ động từ chính thì mình có adverb đứng trước. Thì suy ra những cái am, is, are đấy thì nó sẽ đứng sau. À, mình tự suy ra không cần phải mà nhớ thuộc cả hai cho cô. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ sửa qua những cái câu mà hôm qua tụi con mới làm nè. Ở đây mình có thêm một cái đây. Ở đây các bạn có thể, nếu mà các bạn coi lại video, các bạn có thể xem những cái này, xem là những cái hình mà cô chiếu ở đây nè, tụi con có thể ghi chép vào tập của mình. À, bây giờ thì mình không có thời gian để mà ghi chép đúng không? Nhưng mà tụi con về xem lại video, tụi con có thể ghi chép lại tập của mình. Thì tụi con thấy ở đây người ta có ghi rất là rõ nè. Subject cộng với lại cái adverb rồi mới cộng với cái verb. À, he often cooks. Hoặc là mình có là gì? Subject với be. Be là am, is, are hồi nãy cô có nói đó. Và cuối cùng mới là adverb. Đây, đó. Thì ở đây mình có dạng câu hỏi nè. Và ở đây người ta có một cái lưu ý cho mình nữa là gì? Use never and hardly ever. Hardly ever thì nó cũng là 10% này mọi người. Nó giống như là rarely vậy đó. Khi mà tụi con dùng cái này thì tụi con phải dùng với positive verbs. Mình sẽ không được nói là gì? He isn't never late. À, nó gọi là phủ định của phủ định đó. Mình sẽ không được dùng như vậy. Anh ấy không bao giờ, anh ấy không chưa bao giờ muộn. À, mình sẽ không thể nói như vậy được đúng không? Anh ấy không chưa bao giờ muộn. À, mình chỉ có thể nói là he isn't late, anh ấy không muộn, hoặc là he is never late, anh ấy chưa bao giờ muộn thôi. Tụi con không được dùng những cái never với hardly ever này trong câu phủ định. À, không được dùng những cái never với hardly ever trong câu phủ định nha. Ở đây thì mình phải nói là gì? He is never late, anh ấy chưa bao giờ muộn, chưa bao giờ. À, they don't hardly ever. No, you don't say this one. They hardly ever. Ok, mọi người nhớ cho cô cái lưu ý đặc biệt này. You guys can take notes, ok? Or you guys can watch the video later and then take note in your notebook. Now, I want to review again the 20 sentences that you guys have done last time. Ok, who want to answer this question? Please raise your hand. Please raise your hand. Press the raise hand button, ok? Please press the raise hand button. Ok, what about you, Han? Yes, Han. What is your answer for this one? You read the whole sentence, okay? Hạnh giúp cô đọc cả câu cho các bạn cùng nghe nha. You read the whole sentence. Louder, louder, Hạnh. Cô không nghe được Hạnh nói nè. Marcus and Joanne. 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 Ở đây thì con thấy là người ta dùng cái động từ chính, main verb là động từ nè, động từ chỉ về hành động, nó không phải là động từ to be đúng không? Như vậy thì mình có động từ chính ở đây, thì cái adverb của mình, cái những cái mà always, never, con phải đứng ở đâu? Đứng ở đâu hẳn? Before or after? Before or after the verb? Trước hay là sau động từ chính? Hẳn nhớ không? Hồi nãy mình vừa mới nói đó, trước hay là sau động từ chính? Before or after? Mình có động, đây đây cô chỉ hẳn nè. Bây giờ mình có chủ ngữ nè. Đây là chủ ngữ nè. Rồi bây giờ mình tới động từ nè. Thì động từ của mình phải là gì hả? Động từ của mình sẽ là brush teeth. Động từ của mình là brush. Brush teeth. You guys know brush teeth, right? Như vậy ở đây thì cái này con thấy có cái nó đứng trước, có cái nó đứng sau. Như vậy cái nào mới là đáp án đúng hả? Which one is the correct answer? Do you know? Which one? Hạnh có biết đáp án không? Can you hear me? Can you hear me? Yes. What is your answer? Yes. Brush the teeth. Brush the rest in the teeth. Which one? A. So you know this one. Ý của Hạnh là this one, right? Yeah. Marcus and Joanne brush sometimes. Are you sure? Are you sure? Let's ask someone else, okay? Cô hỏi thêm một bạn nữa nha. What about you, Zhang? Do you have the same answer with Hạnh? Do you have the same answer? Oh, I have never brush their teeth. Never brush their teeth?
So this is Zhang's answer, right? I give it like a B. So which one is the correct one, guys? So the correct answer is not this one. Is it the answer here? Zhang, is this your answer? You mean this one, right? Ý của Zhang là cái này đúng không? Yeah, this one is the correct answer. Đúng rồi, Zhang, good job. This is the correct answer, guys. Why? Đầu tiên, cô sẽ giải thích mọi người. Đầu tiên thì hồi nãy cô có nói đó là cái adverb, những cái adverb là những cái từ này nè. Nó đứng ở đâu trước động từ chính mọi người? Nó đứng before, ở trước. Như vậy, never nó là cái adverb nè. Thì nó phải đứng trước động từ chính của mình. Thì ở đây mình phải có là never brush. Mà tại sao là never brush mà không phải là brushes? Because you have two people, the subject, plural form. Ở đây tụi con có động chủ ngữ của mình là số nhiều nè. Marcus and Joanne là số nhiều. Cho nên là tụi con phải làm gì? Cho nên là tụi con phải thêm, phải giữ nguyên cái động từ, không thay đổi gì hết. Chừng nào ở đây người ta chỉ cho là Marcus hoặc là Joanne thôi, thì tụi con mới dùng là brushes. Nhưng mà ở đây là hai người là chủ ngữ số nhiều, cho nên các bạn nhớ cho cô là chỉ giữ nguyên động từ, không thay đổi gì hết. Và ở đây vì là adverb mình đã học rồi, adverb đứng trước động từ thường, cho nên tụi con phải có never brush chứ không phải là brush never. Ok, good job, very good Zhang, well done. Các bạn chắc cũng là hiểu phần này rồi đúng không? Mình còn 19 câu nữa thì từ từ các bạn làm các bạn sẽ hiểu hơn đó. Now this one, let's invite Duy please. Duy, con sẽ đọc cho cô A and B luôn nha. A and B. Do this one. I mean this one. Okay. Do you never drink coffee? B. Yeah. But. Ở đây là chữ I nó phải đứng trước đó. But I sometimes only drink coffee. Might be once or twice a week. Okay. So again, your answer will be which one? Which color? Which color, Yui? It's blue. Blue, but sometimes. Okay, good job, but sometimes. Ở đây các bạn nhớ cho cô, ở đây thực ra nó là một cái câu. Yes, but sometimes, cắt ở đây. Đúng rồi, Yui. Nhưng mà đôi khi thôi, có, yes. Bạn có bao giờ, ever, là ý người ta cũng muốn nhấn mạnh đó. Bạn có bao giờ uống cà phê không vậy? Thì ở đây bạn mới trả lời, bạn Bi mới nói là yes, but sometimes, nhưng mà đôi khi thôi. Nhưng mà, tụi con biết but là nhưng mà đúng không? But sometimes, đôi khi thôi. Bởi vì sao mình biết là đôi khi? Tại sao Duy lại biết là đôi khi Duy? How can you know it's sometimes? Because I drink coffee might be one or twice a week. Again, Duy chú ý cho cô cái âm đuôi nè. Maybe. Once or twice. Đúng rồi đó Duy, good job, very good. Đúng rồi, nếu mà tụi con chỉ uống một lần, một tuần chỉ có một tới hai lần thôi, thì đâu thể nào là never là không bao giờ uống, là chắc chắn mình loại. Hardly ever cũng vậy, có nghĩa là con uống gọi là lâu lâu lắm đó, mới uống một lần thôi. Mà một hai lần một tuần thì chắc chắn không phải là lâu lâu lắm. Always cũng chắc chắn không phải, bởi vì nếu mà always thì nó sẽ là gì? Nó không còn là uống liên tục nữa. Bởi vì bạn nói là bạn chỉ uống một hai lần thôi, mà always là luôn luôn uống mà, đúng không? Cho nên là con chọn là sometimes. Đúng rồi Duy, well done, thank you so much. Good job. Các bạn làm đúng rồi đó. Hôm trước thì cô thấy bạn Khanh làm đúng nhiều nè. Cô nhớ là cô nhìn lại cái report là Khanh làm đúng hết các câu á. Khanh chưa có bấm sai câu nào đó. Well done. Next one you have, this one. I will invite a friend. Bạn nào muốn làm thì các bạn cứ giơ tay lên nha. Okay, I will invite Khanh Thư, please. Can you do this one for me? You read the whole sentence, okay? You read the whole sentence for the class. Yes. Yes. I think... Susan, you read the whole sentence, okay? Con đọc cả câu luôn nha. Susan? Susan? Often are early for class. Ok, rồi Thanh Thư đợi cô nè. Bây giờ mình còn nhớ hồi nãy cô chỉ là mình có cái adverb.
cô gọi adverb ở đây là adv nha. Adverb thì nó sẽ đứng before cái verb. Verb của mình ở đây nó phải là động từ chính. Ví dụ như động từ chỉ về hành động đó, ăn uống ngồi chơi, những cái từ chỉ hành động. Nhưng mà ở đây con thấy nó là động từ gì? Nó là động từ gọi là động từ to be đó. Mình có động từ be. Be thì nó có am, is, are, đúng không? Ở hiện tại đơn thì con dùng ba cái này nè, thì nó sẽ không đứng trước nữa mà phải đứng after be. Ok, after be. À, như vậy đâu, như vậy là đáp án của Thư là chưa đúng đó. Thư thử chọn lại cho cô xem nè. Cái adverb phải đứng sau động từ to be. Như vậy con phải chọn cái đáp án nào? Which one? Which one is the correct answer? Yes. I think it are often. Are often. Ok. Như vậy là về vị trí là Thư đúng rồi đó. Nhưng mà ở đây con dùng chưa đúng cái to be. Are là khi nào? Susan is the name of a girl. Susan is the name of a girl. It means one person. Her name is Susan. Only one person. So this is a singular subject. Đây là danh từ số ít. Cho nên là con sẽ phải dùng là dùng gì? Dùng gì Thư? Often. Is often. So the red one. Okay, Thư. Well done. Okay, good job. Thank you Thư so much. Như vậy các bạn nhớ nè. Ở đây Susan là one person only. Chỉ có một người thôi thì nó là chủ ngữ mang nghĩa số ít. Mà đã là chủ ngữ số ít rồi thì con sẽ dùng is, không phải là are. Are là khi nào là số nhiều. Ví dụ như là Susan and someone, Susan and Tom. Bạn Susan và bạn Tom lúc nào cũng tới sớm, lúc nào cũng sớm hết á. À, lúc nào cũng đi học sớm hết. Thì ở đây mình mới dùng are often được. Nhưng mà ở đây thì do thì chỉ có Susan thôi. Cho nên tụi con phải dùng là is often. Ok, is often. Và ở đây tại sao lại là is often mà không phải là often is? Thì như cô có nói hồi nãy đó, is động từ to be nè, mình có động từ be nè, thì cái adverb này, những cái từ chỉ về cái tần suất đó, thì con đứng sau cái be, đứng trước động từ chính nhưng mà đứng sau những cái is, am, are. À, mọi người nhớ nha, cái này rất là quan trọng, mọi người nhớ nha. Ok, next one, number three. Khánh Nam, please, Khánh Nam, please read the whole sentence for me. Ok, read the whole sentence. I study very hard, so I usually get high scores at school. Again, high scores. Scores. High scores. Yes, good job. I study very hard. Học rất là chăm chỉ. And I study very hard, so I usually get high scores at school. À, đúng rồi. Good job. I always, tôi lúc nào cũng học rất là chăm chỉ, cho nên tôi thường được điểm cao. Ở đây con biết vì sao mình không dùng always không? You know why we don't use always here? Theo Nam, Nam có nghĩ là tại sao ở đây bạn lúc nào cũng học rất là chăm chỉ thì tại sao bạn không có dùng chữ always được điểm cao? Tại sao bạn không dùng always mà bạn chỉ dùng là usually thôi là thường? Bởi vì sao Nam? Why? Bởi vì nếu học chăm chỉ, bởi vì hôm nay có tuần này, bởi vì các bạn năm nay cũng phải học phần đều chăm chỉ. Ok, có phải là bởi vì always mình học chăm chỉ nhưng mà làm bài kiểm tra mà đúng không? Mình làm bài thi mà mình chưa chắc được, mình không biết chắc được là mình có để làm đúng câu đó hay không. Con học chăm chỉ đúng rồi, nhưng mà không phải lúc nào mình sẽ được điểm tối đa 10 điểm đúng không? Có thể là đôi khi mình được 9 điểm, 8 điểm. Ok, cho nên là bạn cũng không thể nào khẳng định là tôi luôn luôn có 100% điểm cao được. Bạn chỉ có thể nói là usually thôi. Bởi vì bạn học chăm chỉ thì bạn có khả năng được điểm cao. Nhưng mà chưa chắc thì lần nào bạn cũng được điểm cao đúng không? Cho nên là bạn dùng usually thôi. Ok, good job Nam, well done. Now what about the next person please? Ok, Xuân Đức, please do this one for me. Which one is the correct sentence? You read out loud the sentence, ok? Con đọc cho cô nghe cái câu đáp án của con luôn nha Đức. Ok, your answer. Which one is your answer? Câu đáp án của con là my parents never rude. À không. Câu đáp án của con là Which one? Read out loud. I am never, yeah. Mm-hmm. Rude. Chỗ này em Đức đọc cho cô là rude. To my parents. Yeah, parents. Do you know parents? Đức còn có nhớ parents là ai không? Who's your parents? Đức còn nhớ parents là nghĩa là gì không Đức? Parents? Parents là
parents ở đây có s nè Đức nhớ không? Ở đây parents có s có nghĩa là ai với ai Đức? Hiểu? Bố với ai? Bố với mẹ. À, parents ở đây có s thì mình sẽ hiểu là cả bố và mẹ đó. Ok, cả bố và mẹ luôn. Tôi, đúng rồi, đáp án của Đức là hoàn toàn chính xác nha. Good job Đức, well done. You have the correct answer. Good job. I am. Ở đây mình có em thì chắc chắn tụi con thấy chữ em này là tụi con biết nó phải dính với chữ I nè. À, chữ em này nó rất là đặc biệt, nó chỉ dùng cho đi với lại chủ ngữ là I thôi đúng không? I am never, chưa bao giờ, never như thế nào? Ở đây mình có em nè, có phải động từ to be hồi nãy cô nói là cái adverb nó phải đứng sau đúng không? Cho nên là nó phải là I am never chứ không phải là I never am. À, ok các bạn nhớ nha, I am never rude. Rude is mean you're not, you are impolite. Tụi con không thô lỗ đó, mình gọi là thô lỗ. Tôi chưa bao giờ thô lỗ với ai? To my parents, với bố mẹ của mình hết. À, ở đây mình có câu này là correct answer nha. I am never rude to my parents. Ok, well done, good job, good job. Next one, cô mời Phương Anh nè. Phương Anh, which one is the correct answer? Phương Anh đọc cho cô nghe cái đáp án của cả câu luôn nha. Cả câu đáp án của con luôn nha. Do you often dress? Travel. Do you often travel on weekends? À, weekends. Hồi nãy Phương Anh nhớ là gì không? Weekends. Ngày cuối tuần á. Đúng rồi Phương Anh. Yeah, và đáp án của Phương Anh là chính xác rồi đó. Good job, well done. Do you often travel? Khi mà con dùng câu hỏi thì thường người ta sẽ dùng cái cụm là often. Bạn có thường đi du lịch, à, travel ở đây có nghĩa là con đi du lịch đó. For example, you travel to Hà Nội, you travel to Hồ Chí Minh City. À, thì người ta hỏi mình là bạn có thường đi du lịch vào cuối tuần không? Do you often travel on weekends? Đâu Phương Anh giúp cô trả lời, nếu mà con có đi du lịch thường xuyên vào cuối tuần thì con nói như thế nào? Nếu mà con có đi du lịch thì con trả lời như thế nào Phương Anh? Yes. Yes. Yes, I often travel. À đúng rồi, hay là con trả lời ngắn gọn là gì? Yes, I. Yes, I do. Đúng rồi, là mình trả lời ngắn gọn thôi. Yes, I do. À là có nghĩa là con đồng ý, con có thường xuyên đi du lịch. Còn nếu mà mình ít khi, mình không có đi du lịch vào cuối tuần nhiều thì con trả lời như thế nào Phương Anh? No. No, I don't. Good job. No, I don't. À đúng rồi, mình không cần phải nói là No, I don't travel on weekends. Không cần phải nói dài như vậy, mình chỉ cần nói no, I don't là người ta đã hiểu. À, vậy là mình không có đi du lịch thường xuyên vào cuối tuần. Ok, good job Phương Anh. Thank you so much. Thank you so much. Now, next one. I want to invite Xuân An, please. Xuân An, now do for me the next one. À, Xuân An đợi cô một xíu để cô nói với các bạn cái này. Thì ở đây tụi con thấy mình chọn cái này là bởi vì đây là cấu trúc câu hỏi chính xác nhất. Does thì chắc chắn không đi với you được. Does thì không đi với you. Mình đã từng học đúng không? You là đi với do nè. We, they, I và danh từ số nhiều thì con sẽ đi với do. À, chứ mình sẽ không dùng does. Ví dụ does he, does she, does Mary. Ok, còn cái này thì con phải dùng do. Ok, now this one. Xuân An, please help me with this one. Cassie. Mm-hmm. Như vậy là mình đang có xét về cái đáp án đầu tiên nè. Thì Phương thì Xuân An sẽ chọn đáp án nào? Which one? Con đang bị màn hình đen ạ. Oh really? You cannot see my screen? Can everybody else see my screen? Các bạn khác có thể nhìn thấy màn hình cô không? Ok, các bạn vẫn nhìn thấy vì chắc là bên Xuân An có gì đó. Xuân An thử đợi một xíu nha. Khi nào con thấy thì con thử chọn đáp án cho cô nhé. Yes. Can you see my screen now? Can you see my screen now? Xuân An nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok, what is your answer, Cassie? Cassie what? Cassie is. Ở đây mình có hai câu cho nên là con phải chú ý nghĩa của cả hai vế nha. Bây giờ Xuân An suy nghĩ một xíu đi. Xuân An suy nghĩ đi. Bây giờ cô chỉ Xuân An nè. You got the phrase on time. Xuân An hiểu on time nghĩa là gì không? On time. Trên giờ. On time có nghĩa không phải là trên giờ mà nó sẽ có nghĩa là đúng giờ. Lúc nào cũng đúng giờ. À,
on time có nghĩa là con lúc nào cũng đúng giờ. Đúng giờ thì mình có cái cụm on time. Như vậy ở đây thì mình sẽ có on time là đúng giờ. Thì bây giờ Xuân An suy nghĩ cho cô thử coi đáp án như thế nào mà nó phải đồng khớp với cả hai ý nha. Và cái chữ late, ở đây câu 1 mình có chữ late nghĩa là gì Xuân An? You know the word late? Mình có hai từ này là hai từ trái nghĩa nhau nè. Thì late có nghĩa là gì Xuân An? Late là giờ ạ. Late có nghĩa là trễ giờ. Trễ giờ, còn early thì là sớm. Tụi con lúc nào cũng tới sớm. Còn cái này là lúc nào mình cũng tới muộn hết. Thì mình có chữ late. Còn early có nghĩa là sớm. Đây là một cái cụm đi chung với nhau. Một cái cụm trái nghĩa nhau đó. Ok, late với lại early. Như vậy ở đây con thấy nè, người ta nói là cô ấy như thế nào? Cô ấy như thế nào đó, đúng giờ. Thì ở đây mình có những cái cụm này thì nó luôn thể hiện là gì? Là cô ấy thường xuyên, cô ấy đôi khi, cô ấy thường hoặc là lúc nào. Như vậy là con thấy là ở đây thể hiện là cô ấy, cái việc cô ấy đúng giờ đúng không? Như vậy theo con thì mình phải chọn đáp án như thế nào? Which one is the correct answer? Because she is never late. English class. What about the second one? She's always on time. Good job, well done, correct answer. Đúng rồi, đã An. Yeah, Casey chưa bao giờ muộn cho cái lớp học tiếng Anh hết. Cô ấy lúc nào cũng đúng giờ. Thì ở đây tụi con thấy nè, hồi nãy cô có chỉ mọi người về cái cách hai câu nó có cái phần trăm nó đi chung với nhau. Thì có phải tụi con thấy always ở đây nó là 100% không? Thì ở đây xét về nghĩa thì mình phải chọn cái nào? Mình phải chọn cái never. Nó là 0%. Thì nó bổ trợ cho nhau đúng không? Cô ấy chưa bao giờ đi trễ. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy lúc nào cũng đúng giờ hết. Lúc nào cũng đúng giờ hết thì làm sao mà đi trễ được? Mình đã 100% đúng giờ thì có nghĩa là mình mình không bao giờ trễ. Lúc nào cũng đúng giờ thì có nghĩa là mình không bao giờ trễ. Mình suy ra suy lại thì con thấy là nó sẽ bổ trợ cho nhau đó. Ok, good job and well done, good job. Now the next one, I would like to invite Hoài Nam, please do this one. My father is never engineer. Again, my father is never angry, tức giận. You read again. My father is never angry. Good job. He always has a smile on his face. Okay, so green or red, Nam? Can you say it again? Green or red? Which one is your answer? Green or red? Green. Good job, green, Nam. Green. Well done. Yes. Green. Correct answer. Đúng rồi. Nam yeah. Đúng rồi đó. Good job. Ở đây mình có he nè. Có phải là con dùng he cho nên con phải chi động từ là has đúng không? Mọi người nhớ cho cô nghĩ là chắc cũng nhiều bạn chọn nhầm là màu đỏ là this one. Have này là động từ nguyên mẫu là con chưa chi động từ đó. Nhưng mà mình thấy tại sao chủ ngữ của mình là mình đã học rồi, chủ ngữ là he thì con phải chi động từ. Sẽ có cái thêm s, có cái thêm es, nhưng mà cái chữ has này nó đặc biệt. Một cái là gì? Mình không có thêm chia gì hết mà mình phải đổi thành một cái chữ khác luôn. Đó chính là chữ has. He has. Và ở đây vì nó là động từ thường mà anh ấy có cái gì đấy, có cái gì đó, thì mình phải có cái kiểu always này nó đứng trước ha. Mình phải có always này đứng trước ha. He always has a smile on his face. Ở đây cũng vậy, never có nghĩa là không bao giờ tức giận, thì có phải là lúc nào cũng phải có một nụ cười ở trên mặt không tụi con? Bởi vì ở đây là 0% thì đổi lại ở đây nó phải là 100% ha. Lúc nào cũng có nụ cười trên mặt. Ở đây thì con thấy câu này thực ra cũng có thể đúng nha, nhưng mà xét về nghĩa thì nó không đúng. Các bạn chú ý cho cô cái màu blue á. Câu này xét về cái cấu trúc câu thì tụi con có câu này là câu đúng đó. My father nè, mình không cần dùng he, mình dùng my father vẫn ok. Sometimes đứng trước has, có chia động từ giữa has vẫn đúng luôn. Nhưng mà xét về nghĩa thì tụi con thấy chưa đúng. Bởi vì sao? Tụi con nhìn nè. My father is never angry. Bố của tôi chưa bao giờ tức giận. Ông ấy đôi khi có một nụ cười trên mặt. Đã không bao giờ tức giận mà lại đôi khi có một nụ cười trên mặt thì nghe nó không hợp lý đúng không? Đôi khi là chưa đúng. Cho nên ở đây xét về nghĩa thì cái từ sometimes này mình dùng là chưa được.
Mình phải dùng always. Đã là bố không bao giờ tức giận rồi thì có nghĩa là bố lúc nào cũng vui vẻ, bố lúc nào cũng cười á. Chứ bố đôi khi cười thì mình câu này thì nó sẽ không đúng. Nếu mà bố đôi khi mới cười thì mình sẽ không thể nào nói là bố không bao giờ tức giận được. Cho nên ở đây con phải dùng là he always has. Thực tế là câu này về cấu trúc câu thì vẫn đúng nè, nhưng về nghĩa thì mình dùng từ này là chưa hợp lý. Sometimes là chưa hợp lý. Nếu ở đây cô đổi sometimes thành always thì câu này cũng đúng luôn. Nếu mà sometimes cô đổi thành always thì câu này là đúng. Ok. Good job guys. Good job. Next one. Let's invite. Ok. Cô mời bạn Danh Lưu please. You read the whole sentence. Ok. Con đọc cho cô cả câu nha. You read the whole sentence. Jared. Ở đây thì mình chỉ có xác định giữa cái adverb và cái gì? Và it's cái động từ never last for what? For is never late for school. Again, for school. Okay, one more time. Con đọc lại cho cô nghe cả câu nè. Jared is never late for school. Okay. Is never late for school. For school. Good job. Thank you so much. Đúng rồi. Yay. Good job. Good job. Câu này thì tụi con chỉ cần làm gì? Tụi con chỉ cần gọi là xét về cái cấu trúc thôi. Cấu trúc câu thôi. Đúng không? Thì ở đây mình có am, is, are thì mình phải dùng is bởi vì nó là Jared là one person, một người thôi. Cho nên là tụi con phải dùng is, chắc chắn câu này loại bỏ. Thì mình còn lại ba câu thì ở đây thì tụi con thấy là chỉ có cấu trúc này mới đúng. Bởi vì cái adverb nó phải đứng sau động từ to be. Hai cái này thì đều sai hết bởi vì nó đứng trước thì là chưa đúng. Cho nên là mình chỉ có cái lựa chọn cuối cùng là is never, đứng sau động từ to be. Rồi các bạn nhớ nha. Ok, well done. Now the next one, cô xin mời Mai Trang, please. Can you turn on your sound? Cô bấm lại cho Trang nha. Hello? Hello. Okay, now Trang, please read the sentences. You read the two sentences, okay? My brother is never sad. He is always happy. Good job, Trang. Well done. Correct answer. Thank you so much. Well done. Như vậy là đến câu này thì các bạn thấy bắt đầu mình quen dần rồi đúng không? Mình có chưa bao giờ buồn thì có phải là lúc nào cũng vui đúng không? Mình có hai từ trái nghĩa nhau. Khi mà tụi con dùng cái trái nghĩa nhau thì cái này nó cũng phải trái nghĩa nhau nè. Nó phải bổ trợ cho nhau, trái nghĩa nhau. Ở đây mình có 0% thì trái với 0% sẽ có cái từ 100%. Thì tụi con phải dùng là is always. Ok. Em trai của tôi chưa bao giờ buồn. Cậu ấy lúc nào cũng vui. Nó trái nghĩa nhau mà đúng không? Chưa bao giờ buồn thì có nghĩa là lúc nào cũng vui. Cho nên là tụi con phải dùng always. Ở đây thì bởi vì vậy nên là cái này mình không chọn. Is sometimes. Em trai của tôi chưa bao giờ buồn. Em trai của tôi thì lâu lâu mới vui. Thì về nghĩa con thấy là nó không tương xứng nhau. Hoặc là is never cũng vậy. My brother is never sad. He is never happy. Thì tụi con thấy hai câu nó trái nhau hoàn toàn. Em của tôi chưa bao giờ buồn. Em của tôi chưa bao giờ vui. Thì nó không có bổ trợ cho nhau. Nó không có liên quan tới nhau. Nó trái nghịch nhau về nghĩa. Câu trước vừa nói là em mình không bao giờ buồn. Cái xong rồi câu sau mình nói là em mình không bao giờ vui. Thì nó không đồng nghĩa với nhau. Nó không bổ trợ cho nhau. Cho nên các bạn chú ý những cái phần mà hai câu đấy thì tụi con sẽ thêm thử coi cái nghĩa của nó như thế nào để mình chọn cái từ cho thích hợp. Ví dụ ở đây là tụi con sẽ không thể chọn sometimes được đúng không? Em của tôi chưa bao giờ buồn, đôi khi thì em ấy mới vui thôi. Thì nghe cái nghĩa là nó không hợp lý rồi, cho nên mình phải chọn là always, is always. Good job, well done. Now next one, cái này cũng là một cái câu ở cái dạng đấy nè. Cũng là một cái câu ở dạng đấy, cô xin mời. Phong please, Phong. Hi, can you read
the sentences. Ok, bây giờ Phong có thể suy nghĩ một xíu bởi vì nó có hai chỗ trống, cho nên là Phong suy nghĩ trước rồi Phong chọn cho cô. Theo Phong thì mình sẽ có gì? Đầu tiên ở đây là con thấy là mình dùng động từ thường. Ở đây người ta dùng động từ thường. Nào, bây giờ Phong nhìn cho cô này, mình có vanilla milk. Do you know vanilla milk? What is the meaning of this phrase? Cái cụm này có nghĩa là gì Phong? What is the meaning of this phrase? Do you know milk? Do you know milk? What is the meaning of milk? Do you know this word, Phong? Do you know this word? Milk có nghĩa gì Phong? Milk? Do you know milk? Sữa. Đúng rồi, sữa thì ở đây là vanilla, là sữa vị vani đó. À, sữa vị vani đó. Thì ở đây mình có sữa. Thì con thấy ở đây mình có những cái động từ là drink và eat. Theo con thì đầu tiên mình loại đáp án nào trước nè? Theo Phong thì con loại cái nào trước đi? Cái nào con phải bị gạch bỏ? Eat, đúng rồi, không thể nào mà ăn sữa, đúng không? Sữa là mình phải uống. You have to drink, you cannot eat milk, right? So you have to drink. So number the blue one, you cross out. Yes, good job. Như vậy là con bỏ cái này trước bởi vì người ta dùng eat là chưa hợp lý. Đúng rồi. Tiếp theo thì con thấy ở đây người ta dùng động từ này gọi là động từ thường, đúng không? Như vậy là cái adverb nó phải đứng trước. Nhưng mà ở đây thì tất cả đều đứng trước rồi, cho nên mình không xét cái đấy nữa. À, thì con thấy một cái nữa là gì? Nó có cái có S, có cái không có S. Như vậy thì con sẽ chọn cái nào? Which one do you choose? Cái chữ drink có cái thì có S, có cái không có S. Như vậy theo Phong là Phong phải chọn cái nào? Chọn cái không có S ạ. Chọn cái không có S hả? Are you sure? Are you sure? My sister. You have the subject. My sister. Em của mình. Em gái của mình đó. À, như vậy đây là chủ ngữ số ít hay là số nhiều Phong? Đây là chủ ngữ số ít hay là số nhiều? My sister số là... Đúng rồi, my sister là one sister only, có một em gái thôi. Ở đây thì không có S ở cái chữ sister, có nghĩa là con có một em gái thôi. Thì đối với chủ ngữ số ít, con phải làm gì với động từ? Con phải chia động từ. Chia động từ nghĩa là gì? Con phải thêm S hoặc ES vào cái động từ đấy. Cho nên là cái câu mà thực ra con phải bỏ đi đầu tiên chính là cái câu màu xanh lá đó, the green one. Bởi vì nó chưa chia động từ nè. À, drink nó chưa thêm gì hết. Nó là động từ nguyên mẫu, cho nên là con bỏ luôn cho cô câu này. Thì còn lại hai câu thôi. Thì còn hai câu này mình thấy là nó chỉ khác nhau về cái gì con? Nó khác nhau về cái từ adverb thôi. Thì bây giờ mình phải xét về nghĩa. Thì theo Phong, Phong chọn cái nào? Bây giờ Phong chỉ có 50 cơ hội rồi đó, 50% cơ hội rồi đó. Theo Phong là Phong chọn cái nào nè? Bây giờ con chỉ còn the yellow one and the red one. So which one did you choose? Bây giờ là mình đã loại bớt đi những cái liên quan về cái cấu trúc câu nè, về ngữ pháp nè. Mình chỉ còn đúng hai cái này là phải nói về nghĩa thôi. À, thì theo con mình phải chọn cái nào? Ở đây mình có vanilla milk. Nó sẽ thường, khi mà con nhắc đến sữa vani thì có phải nó sẽ trái ngược với lại chocolate milk, đúng không Phong? Sữa vani thì thường nó trái ngược với lại sữa sô-cô-la, đúng không? Khi mà mình nói về cái sữa vani với sô-cô-la, thường người ta nói theo ý là trái ngược nhau. Cho nên ở đây những cái này nó cũng phải trái ngược nhau. Những cái mà về cái adverbs nó cũng sẽ mang nghĩa trái ngược nhau. Ha. Thì con hiểu lên trái ngược nhau là như thế nào. Cô ví dụ ở đây mọi người không cần nhớ, nhưng mà nếu mà các bạn nhớ được thì rất là tốt. Ví dụ như usually, thì con còn nhớ cái số phần trăm của usually là bao nhiêu không Phong? Hồi nãy mình có học, có xem qua những cái bài đấy, con nhớ là tầm bao nhiêu không? Thường xuyên, thường uống ở cái mức bao nhiêu phần trăm, Phong nhớ không? 90% ạ. À đúng rồi, tầm 90% đúng không? À 90%, good job. Và ở đây thì mình còn có cái nào nữa? Mình còn có cái gì nữa? Usually là tầm 90-80 gì đấy. À, và ở đây mình có usually và always thì là bao nhiêu phần trăm, Phong nhớ không? Always là 100%. Đúng rồi, 100%. Well done, 100%. Thì ở đây con có cái này là 90, cái này cũng là 100. Thì con thấy nè, my sister usually drinks, thường xuyên uống sữa vani, và she always, và lúc nào cũng uống sữa sô-cô-la. Thì con thấy nghe nó hơi kỳ, đã lúc nào cũng uống sữa sô-cô-la rồi mà mình lại còn nói là gì, thường xuyên uống sữa vani nữa, thì nghe cái nghĩa nó không phù hợp với nhau. Ở đây thì câu trả lời chính xác hơn thì nó phải là cái này. Tuy nó chưa thật sự trái ngược nhau nhưng mà mình chọn cái này là cái đúng nhất nè. Đâu Nguyên, Phong đọc cho cô cả câu nè. Phong đọc cho cô cả câu nè. My sister sometimes drinks vanilla milk.
sometimes drink? She usually drink chocolate milk. À đúng rồi, thì câu này xét về nghĩa thì con sẽ thấy câu này là phù hợp nhất. Bởi vì sao? Chị em gái của tôi là đôi khi mới uống sữa vani thôi. Còn còn em gái tôi thì lúc nào thường xuyên uống sô-cô-la hơn. Ý của bạn là đôi khi thì bạn em gái của bạn mới uống vani thôi. Còn đa số, đa phần ấy, thường xuyên thì mới uống là sẽ uống gì? Uống sữa sô-cô-la hơn. À, cho nên là con thấy về nghĩa thì ở đây là hợp lý hơn nè. Hai câu thì thường cái ý của nó là nó trái ngược thế này, thì cái này nó cũng phải trái ngược một xíu. Đôi khi mới uống sữa vani, bởi vì sao? Bởi vì đã thường xuyên uống sô-cô-la rồi, cho nên là đôi khi mới uống vani thôi. Ok, như vậy là ở đây mình sẽ chọn cái red one là câu trả lời chính xác nhất. Ok, Phong, good job, well done, well done. Now the next one. Sau những cái câu này thì cô nghĩ là các bạn đã biết cách làm đúng hoàn toàn rồi đó. Cô nghĩ là các bạn sắp làm được đúng hết rồi đó. Ok, Bảo Khôi, please tell me what which one is your answer? You read out loud the your answer. Agree. You read out loud, please. You read the whole sentence for me. Hardly ever. You mean hardly ever? Our dog box. Strangers có nghĩa là người lạ. Hardly ever có nghĩa là hiếm khi lắm. Thì con thì có một cái cụm. À, thì mình có cả cụm hardly ever là hiếm khi lắm. Hồi nãy là Khôi nhớ là những cái adverb đấy nó phải đứng ở đâu, Khôi nhớ không? Adverb, những cái hardly ever, sometimes, never, usually nè, thì nó đứng ở đâu, Khôi nhớ không? Ở đây mình có động từ thường là box là sủa đó, sủa. À, như vậy theo con thì nó phải đứng ở đâu? The dog barks có nghĩa là chú chó sủa. Như vậy thì mình phải cho nó đứng ở đâu? Cái này đứng đầu câu là chưa đúng nè. Con phải đứng ở đâu? Những cái adverbs hồi nãy là trong cái bài của mình có nói là đứng ở đâu, Khôi nhớ không? Before or after the verb, trước hay là sau cái động từ bark? Ở đây cô cho Khôi hai lựa chọn luôn. Before or after? Before hay là after? Cái chữ hardly ever này nó là cái adverb nè. Bây giờ con cho nó đứng ở trước hay là ở sau cái chữ bark? Do you remember? Hồi nãy là mấy giờ mình làm đó, Khôi nhớ không? Before or after? Which one? Before or after, Khôi? Before or after? Which one? You don't know? I don't know. Okay, if you don't know, I will ask someone to help you, okay? Minh Châu, please, can you help Khôi? Can you help Khôi? Con giúp bạn Khôi được không nè? Cái hardly ever này nó là cái adverb, như vậy nó đứng trước hay là sau động từ, Châu nhớ không? You remember? Theo con là đứng trước hay là đứng sau? Before or after? Mình sẽ nói là hardly ever bark hay là bark hardly ever. Ở đây mình có chủ ngữ rồi nè, con có chủ ngữ rồi nè. Thì theo con là mình đứng trước hay là đứng sau? Which one? Can you turn on your sound, please? You guys know? If you don't know, I will ask someone to help you, okay? Let's ask someone to help you, okay? Okay, Zhang, please, can you help your friend? Which one is the correct answer, Zhang? Which one? The yellow one. Yes, good job. Why? Can you explain to your friends, please? Why do you choose this one? Not this one. Why yellow, not green? Because our dogs. Ah, đúng rồi. You can say in Vietnamese, please.
Dogs là từ ngữ sang nhiều, còn như là box mà để trên chữ S. Ah, okay, yes, good job. Okay, yes, yes, very good. Và ngoài ra ở đây thì nó còn sai một cái gì nữa, con biết không? Là bởi vì hardly ever này nó là adverb thì nó phải đứng trước. Nó đứng trước cái gì? Đứng trước cái động từ chính là sủa này. Thì mình sẽ phải nói là our dog hardly ever barks, not barks hardly ever. Đúng rồi. Ở đây các bạn thấy nó còn có cái gì nữa? Our dogs ở đây là số nhiều mà người ta lại cho là số ít nè. Cho nên là mình sẽ không chọn câu này mà mình phải chọn this one, yellow one. Our dog hardly ever barks. Con chó của chúng tôi rất là hiếm khi mà sủa vào người lạ. Rất là hiếm khi sủa người lạ. Ah, barks là sủa đó. Thì mình có strangers, có nghĩa là người lạ. Những cái người lạ đó. Thì chú chó của chúng tôi nuôi là rất ít khi sủa người lạ. Okay. Well done, good job. Okay, now please do this one for me. Can you do it, Tiến? Can you do this one, Đức Tiến? Can you help me? You read the two. Willy always. Willy always. Remembers. Nhớ, nhớ làm gì, Tiến? Remembers. Remember to do his homework. Ah, okay, good job. So which one is the correct answer? Which one? So look at the picture. Is it a boy or a girl? Never. Again, he or she? He. He never forgets. Again, he never forgets. He never forgets. To do it. Okay, he never forgets to do it. So, correct answer. Good job, Tiến. Bạn làm đúng rồi đó. Everybody, pay attention, okay? Ở đây mình có, look at the picture. So, the picture is a boy. So, this one, cross out, please. Willy cũng là a boy's name. This is a boy's name. So, look at the picture. It's a boy. So, you cannot choose this one. And why do you choose the green one, not the yellow one? Forget. Quên. Bạn ấy chưa bao giờ, ở đây con có lúc nào cũng nhớ, thì có phải trái nghĩa lại lúc nào cũng nhớ thì là chưa bao giờ quên, đúng không mọi người? Always remember thì trái nghĩa lại nó phải là chưa bao giờ quên. Quên, quên, đây là hai từ trái nghĩa nè, quên với lại nhớ nè. Đó. Và never với always nó cũng là từ trái nghĩa đó. Thì ở đây tụi con phải có trái nghĩa lại hết, đúng không? Willy lúc nào cũng nhớ làm bài tập về nhà, bạn ấy chưa bao giờ quên hết, chưa bao giờ quên làm cái việc đó hết. Ha, it ở đây có nghĩa là làm cái bài tập về nhà đó. Okay, good job. Và ở đây mình sẽ không chọn cái màu yellow. Why? Because you can see the word forget. Ở đây chưa chi động từ mà cái chủ ngữ của mình là he nè. Bởi vì là he cho nên con phải chi động từ nha. Okay, guys remember this one. You guys remember this one. Hồi lúc mà tụi con chơi game này thì cô thấy đa phần có chỉ có khoảng 45 hoặc là 50% các bạn làm đúng thôi. Các bạn chọn đáp án chỉ có đúng được khoảng từ 45-50% thôi. Có nghĩa là các bạn cũng chưa chọn đúng hết được nhiều. Cho nên là nãy giờ mình sửa bài thì bạn nào mà chưa hiểu lắm, các con có thể về xem lại cái video này để tụi con hiểu hơn. Ok? Ok, there are still some more. Now, can you help me, Phương, right? Phương? Yeah, can you help me with this one? Can you read the whole sentence, please? I what? I usually go, I never take. Which one is the correct answer, Fu? Which one? You know a bus, right? You know a bus? Mm-hmm. The blue one. The blue one? Okay, the blue one. Can you read the whole sentence? Phương giúp cô đọc cả câu nha. I what? I sometimes take a bus to school, maybe once or twice a week. Okay, why sometimes take but not sometimes go? Do you know why? Why sometimes take but not sometimes go? Why don't you say sometimes go a bus? Do you know why? Mình có đi xe buýt đúng không? Ở đây có nghĩa là đi xe buýt đúng không? Tôi thường đi xe buýt đến trường. Có thể là maybe một hoặc hai lần một tuần. À, thì tại sao ở đây con lại dùng chữ take mà không phải là go? Do you know why? No, I don't know. Yeah, but you have the correct answer. Congratulations. Good job. You have a correct answer. Well done, Phu.
Ở đây thì cô giải thích một xíu cho các bạn. Cái từ á, có thể nếu mà mình dịch tiếng Việt thì là đi xe buýt, có khi là đi xe buýt đúng không? Đi xe buýt đi. À, nhưng mà thực tế không phải là mình dịch từng từ một. Ví dụ như đi thì tụi con nghĩ là go, bus là xe buýt thì con nói là go a bus. No, you don't say that. Ở trong tiếng Anh thì nó phải có collocation, có nghĩa là những từ đi chung với nhau. À, những từ đi chung với nhau. Ok, thì ở đây mình sẽ không dùng là đi xe buýt là go a bus. Mình không có dịch từng từ trong tiếng Việt ra như vậy, mà mình phải có cái cụm. Cái cụm này thì mình phải nhớ cách dùng. Take a bus. Take a bus có nghĩa là tụi con đi xe buýt đấy. Thì tụi con sẽ dùng cái cụm take a bus. Hoặc là mình có một cái cụm nữa cũng rất là hay. Tụi con có thể nói là catch a bus, có nghĩa là tụi con bắt xe buýt. Bắt xe buýt thì mình dùng cái cụm này. Ví dụ I usually stand at the bus stop to catch the bus. Tôi thường đứng ở trạm xe buýt để mà bắt xe buýt. Bắt xe buýt thì tụi con có cái cụm là catch a bus, hoặc là take a bus cũng được luôn. Ok, you can say take a bus. Nó mang nghĩa là tụi con đi xe buýt. Còn catch, khi nào mà tụi con muốn nhấn mạnh cái hành động tụi con bắt xe buýt á, tụi con tự bắt xe buýt ấy, thì tụi con dùng cái cụm là catch a bus. Ok, hai cụm này đều có nghĩa là đi xe buýt, chứ mình sẽ không có dùng là go. You don't say go a bus. Ok, remember this one. You don't say go a bus. Ok, như vậy là các bạn học thêm được một cái cụm rồi, đó là take a bus nè, catch a bus nè, có nghĩa là tụi con bắt xe buýt đó. Ok, good job, good job. Ở đây thì do mà ở câu sau người ta giải thích là gì? Once or twice a week, một hai lần một tuần thôi, thì mình sẽ có là đôi khi đi. I sometimes take a bus to school. Đôi khi thì tôi cũng đi xe buýt đến trường khoảng tầm 1 đến 2 lần một tuần. So you have to use sometimes, okay? Không thể nào là never được nè. Bởi vì đã đi 1 2 lần một tuần rồi thì không thể nào là mình không bao giờ đi xe buýt được. Nó trái nghĩa nhau, okay? Now this one, can someone help me? Okay, Nguyen, please help me with this one. It's always hot and sunny where I live. That's why I never see snow. Good job. Never see blue or never see red? Blue or red, Nguyen? Blue or red? It's red. Yeah, red. Good job. Because you have the subject I. Okay, Nguyen thử dịch cho các bạn nghe hai câu này có nghĩa là gì đi, Nguyen. Can you translate into Vietnamese? Là ở nơi tôi sống là lúc nào cũng gì Nguyên, lúc nào cũng gì, always, lúc nào cũng nóng và sunny là trời như thế nào Nguyên, à, lúc nào cũng nóng với lại nắng hết, nóng. That's why đó là lý do. Đấy là lý do bởi vì sao tôi không thấy tuyết. À, tôi chưa bao giờ thấy tuyết đúng không Nguyên? Đúng rồi. Bởi vì ở nơi bạn sống là trời nắng, trời nóng thì chắc chắn 100% bạn chưa bao giờ thấy tuyết ở nơi bạn sống được. Never see. Mình sẽ không thể dùng được cái này bởi vì nó chi động từ sai. Cái này cũng không thể. Đã là trời nắng nóng, ví dụ ở Việt Nam nè, ví dụ ở nơi cô sống, where I live in Ho Chi Minh City. I never see snow. Cô chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ở ngoài đời hết. Bởi vì cô sống ở Ho Chi Minh City, very hot and sunny. Okay? So you have to say never see. Okay? Now one more. What time is it? It's one more minute. It's 9 o'clock, right? So we do the last one. Okay. And then on Wednesday, we're gonna play game. Okay, we're gonna play game on Wednesday and also Saturday. Nếu bạn nào thứ tư không học được thì thứ bảy tụi con vào chơi game vẫn được nha. Okay. Please, Dũng, help me with this one, please. Can you help me? You raise your hand, right? So can you help me? B. B, tell me the color. Which color? Yellow, green, blue, or red? Yellow, green, blue, or red? What color? Con chọn đáp án green. It's never. Okay, can you read the sentence? Dũng đọc cho cô nghe cả câu của con đi. It's never snow. Where Anna live, so she never makes a snowman. Good job, correct answer. Yes, can you translate into Vietnamese for your friend to understand? Con thử nói bằng tiếng Việt cho các bạn hiểu thử câu này có nghĩa là gì được không Dũng? Trời chưa bao giờ gì?
bầu trời chưa bao giờ, thời tiết ở chỗ bạn Anna sống thì chưa bao giờ gì, chưa bao giờ gì dụng. Snows là chưa bao giờ gì. Chị quay trước bao giờ làm người tuyết ạ? À đúng rồi, trời ở đây ý là ít ở đây là đồ trời đó, trời chưa bao giờ có tuyết ở cái nơi mà Anna sống, cho nên là gì, so she never, cho nên là cô ấy chưa bao giờ làm người tuyết hết. À thì ở đây đây là cái nguyên nhân này dẫn tới cái kết quả là gì, là cái việc, cái nguyên nhân là trời chưa bao giờ có tuyết, cho nên là cô ấy không thể nào làm người tuyết được. Thì ở đây tụi con sẽ dùng một cái cặp là never và never. À ở đây tụi con thấy nó không có trái nghĩa nhau đúng không? Trời không bao giờ có tuyết, không bao giờ có tuyết, cho nên là sao, cô ấy không bao giờ làm người tuyết được. Trời đâu có tuyết đâu mà cô ấy có thể làm được người tuyết đúng không? Good job Dũng, thank you so much, thank you. Well done. Như vậy là cô thấy các bạn làm rất là tốt rồi đó. Mình vẫn còn vài câu nữa. Ừ. Nhưng mà cái này mình sẽ để sau nha. Okay. We're gonna save this one for later. Okay. So today we only stop here. We only stop here today. Cô nghĩ là sau khi buổi học hôm nay chắc là các bạn cũng biết cách dùng rồi đúng không? Tụi con chú ý cho cô là cái gì? Đầu tiên là khi mình xét những cái phần mà có hai câu ấy, thì tụi con sẽ thấy là mình phải xét về nghĩa nữa. Ví dụ như là cô ấy đôi khi cuộc mình không thể nói là gì? Bạn ấy chưa... bố của tôi chưa bao giờ giận dữ, bố của tôi đôi khi mới cười được đúng không? Đã bố mình chưa bao giờ giận dữ thì có nghĩa là bố lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười đúng không? À, cho nên là mình phải xét về cái nghĩa. Tiếp theo là vị trí của động từ chính nè, thì cái adverb đấy, những cái từ always đấy nó đứng trước hay là sau? Nó đứng trước hoặc là sau? Ok, nó phải đứng trước hoặc sau đúng không? À, cho nên các bạn nhớ nha. Ok, remember that one. What are you sharing? What are you sharing? Who? What are you sharing? Ok, remember guys, và động từ to be này, am, is, are, thì những cái từ đấy nó đứng ở đâu? I never late for class, tôi chưa bao giờ đi muộn đến lớp hết. I never late, thì never phải đứng đằng sau cái chữ is. Còn đối với động từ chính thì nó lại đứng trước, cho nên là nó khác biệt một xíu. Các bạn cứ gần nhớ một vế, các bạn tự suy ra cũng được. Ok, well done for today. Next time on Wednesday, we're gonna play game, and also on Saturday. Ok, on Wednesday and all Saturday. Maybe next Monday, cô sẽ cố gắng là mình chơi 3 ngày liên tục nha. Bởi vì cô thấy có nhiều bạn hình như là học thứ hai nhưng mà không học được thứ tư với thứ bảy đúng không? Cho nên là coi như là cô cho các bạn chơi cả 3 ngày nha. Có nghĩa không phải thứ hai hôm nay nhưng mà sẽ là thứ hai tuần sau các bạn cũng chơi luôn. Thứ tư, thứ bảy và thứ hai luôn. Để cho đảm bảo là bạn nào cũng được chơi hết. Ok? Mỗi ngày sẽ là một cái topic khác nhau. Ok? There will be a different topic for the game. Ok? So I'll see you on Wednesday. Okay, see you on Wednesday. Goodbye, everybody. Good night. Go to sleep early. See you back on Wednesday. Bye. Sleep well. Bye. 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 Goodbye, everybody. Bye. Don't forget to join in the class on Wednesday. Yes. Bye. Bye. Bye.